Vâng, dòng sông Lam xin gửi lời chào tới quý vị. Hôm nay thời tiết Hà Nam có mưa. Mấy hôm trước thì trời nắng đẹp, hôm nay thì trời lại âm u, nhiệt độ lại xuống thấp. Dòng sông Lam sáng hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2022, dòng sông Lam vinh dự có mặt tại một ngôi đền khá nổi tiếng. Đó là ngôi đền thờ Lữ Tướng Lê Chân, một vị tướng tài của thời Hai Bà Trưng. Thời Hai Bà Trưng rất nhiều tướng tài, nhưng chủ yếu là tướng nữ. Và mảnh đất Hà Nam có hơn 80 vị tướng, thì trong đấy quá 2/3 là tướng nữ của Hai Bà Trưng. Trong đấy có một nữ tướng mang tên Lê Chân, và chúng ta đang được chiêm bái ngôi đền của ngài ở ngay mảnh đất Hà Nam nhiều. Đây là bác Hải già già lắm rồi, rụng hết răng rồi, nhìn thế thôi, răng còn mấy cái lung lay nữa thôi. Đẹp quá. Phía sau dòng sông Lam với bác Hải đây là một cây lộc vừng đang đâm chồi nảy lộc, rất đẹp, đẹp nhỉ. Vâng, theo sử sách ghi lại, nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8 tháng 2 năm 20 đầu Công Nguyên. Bà sinh ở miền biển Quảng Ninh, lập trang ấp rèn quân binh tại thành phố biển Hải Phòng, nhưng lại tuần tiết ở miền núi vùng Lạc Sơn, nay là thôn Hồng Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Mang mối thù nhà nợ nước, nghe lời truyền hình cứu nước của Trưng Nữ Vương, Lê Chân đã đem nghĩa quân theo Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đánh giặc cứu nước oai hùng của những nữ tướng đầu Công Nguyên trong lịch sử nước ta. Những nữ tướng tuổi đôi mươi dưới ách thống trị của giặc phương Bắc đã sớm có chí hướng mưu đồ nghiệp lớn. Dưới cờ tụ nghĩa, các nữ tướng đã cùng nhân dân cả nước khởi nghĩa đuổi giặc Hàn. Kỳ tích anh hùng đó, tinh thần bất khuất đó đã khiến hình bóng và anh linh của Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng luôn được nhân dân ngàn đời hương khói phụng thờ. Nữ tướng Lê Chân, trưởng quản binh quyền, nữ tướng miền biển, đền thờ của bà có 4 nơi: Quảng Ninh quê cha đất mẹ, Hải Phòng nơi khai phá đất đai, chiêu mộ anh tài nuôi nghiệp lớn, Hà Nội nơi bà lập sới, vật rèn luyện quân sĩ ở Hà Nam nơi đặt căn cứ địa, và cũng là nơi bà tuần tiết để bảo toàn khí tiết sau khi quân Hán phản công đánh bại cuộc khởi nghĩa. Núi Giác Dâu là ngọn núi cao nhất vùng Lạc Sơn, nơi đây ngày 13 tháng 7 năm 43 không địch lại giặc Hán, nữ tướng đã tuần tiết gieo mình từ trên núi xuống thung lũng. Nhân dân trong vùng tưởng nhớ lập bàn thờ dưới chân núi, xây dựng chùa và đền thờ bà. Nơi này vẫn còn dấu tích trong rừng Lạc Sơn. Đền thờ bà lúc đầu được xây dựng trên đồi Ông Tượng. Một hôm chiếc nón thờ trong đền tự nhiên bay về đổ xuống mảnh đất là đền hiện nay, nên nhân dân bèn chuyển đền về dự tại đây. Nơi đền dựng là đầu làng và cũng là của rừng Lạc Sơn. Người dân Lạc Sơn xưa vào rừng lấy củi, làm nương rẫy đi qua đền rất thành kính nghiêm trang. Ngoài tuần tiết mùng 1, hôm rằm hàng tháng đèn hương, dân làng Lạc Sơn còn có lễ tế thánh đầu xuân vào ngày mùng 6 tháng giêng tại đền gọi là lễ khai sơn mở cửa, cầu mong dân làng vào rừng làm ăn được may mắn. Đền Lê Chân hiện nay nằm trên đường Lê Chân, thôn Hồng Sơn, mặt chính điện quay về hướng nam. Trước cửa đền ngày trước là sông Ngân, chi lưu của sông đấy. Phía sau đền gối vào đồi Ông Tượng, trò chuyện với nhiều người vùng dân Lạc Sơn, họ đều nhớ đến các kỳ lễ hội của đền.
ở trong đó lễ hội lớn nhất là ngày 13 tháng 7 hàng năm, ngày hóa của nữ tướng. Sông Ngân bắt nguồn từ địa phận thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, chảy men theo dãy núi qua các thôn Bút Sơn, Lạt Sơn của xã Thanh Sơn, Kim Bảng, qua thị trấn Kiện Khê, rồi đổ nước vào sông đáy ở địa phận thôn Đò, xã Thanh Thủy, Thanh Liêm. Tháng 7, mùa nước lên, muốn sang hội đền, người dân phải men theo núi, men theo mép sông, đổi lễ sang dự. Năm nào nước cao người dân đi ven triền núi, nước thấp lội sạt bờ để đến đền. Đi lại hiểm trở, nhưng hội đền bao giờ cũng đông du khách chảy hội. Họ từ các tỉnh xung quanh đổ về tế lễ hầu bóng, tham dự các trò chơi. Các trò hội ở đền thường có đua thuyền câu giữa các giáp trong làng, leo cầu phao, đánh cờ, chọi gà. Người dân đi lễ hội đền lễ chân đông bởi sự ngưỡng vọng công ơn của bà. Trong lòng dân thôn Lạt Sơn và nhân dân quanh vùng, bà con là quốc mẫu, nữ chúa, là mẹ tinh thần nơi núi thiêng rừng sâu, thung rồng che chở bảo vệ, ban phúc cho mọi người. Những thâu đêm suốt sáng hát văn hầu đồng trong những ngày hội lễ đã chứng tỏ không khí linh thiêng của ngôi đền. Những trò hội đặc trưng càng làm nức lòng người dân chảy hội. Đền Lê Chân hiện nay được xây dựng lại trên nền ngôi đền cũ. Sông Ngân trước cửa đền đã bị lấp. Phía trước cửa là đường Lê Chân dẫn vào các nhà máy khu công nghiệp. Có những cái giá trị lịch sử của ngôi đền. Thường thường nên là đền chùa là đều thả về đền với đình. Đền đình thường thường là gắn với các cái vị thần, những vị có công với đất nước, với quốc gia, với là nơi bản thổ đấy. Với nơi bản thổ bản địa. Thì đền thờ nữ tướng Lê Chân này là thờ nữ tướng Lê Chân của thời Hai Bà Trưng. Ngày xưa Hà Nam rất là nhiều tướng của Hai Bà Trưng, nhưng mà chủ yếu là tướng nữ. Tổng thể kiến trúc khu đền gồm đền chính, phủ bóng, đồng sơn trang, nhà khách và các công trình phụ trợ tạo thành một quần thể khép kín với diện tích trên 4.000 m². Trên sân trước cửa đền, tượng nữ tướng đứng oai nghiêm, tuốt kiếm hướng mặt về căn cứ địa sử. Bức tượng được dựng trước khi xây lại đền năm 2006 và được phỏng tác theo mẫu tượng nữ tướng ở đền Thủy An, Quảng Ninh, là nơi sinh của bà. Đền thờ nữ tướng Lê Chân mãi mãi là địa chỉ tâm linh của người dân thôn Lạt Sơn và nhân dân trong vùng. Nhiều năm nay, đền Lê Chân ở Hà Nam đã kết nối được với đền thờ nữ tướng ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Vào những ngày lễ hội, các đoàn đại biểu, các đội tế đều có sự giao lưu và thực hành các nghi thức tế lễ thờ bà. Khu đền thờ nữ tướng Lê Chân ở Thanh Sơn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông đi trước. Đó là những công ơn không thể nào quên. Chính quyền và nhân dân nơi đây đã và đang quan tâm tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ, bảo vệ cảnh quan,
và biết giữ gìn phát huy giá trị di tích để đền thờ nữ tướng tiếp tục trở thành địa chỉ du lịch tâm linh của Hà Nam. Cái lộc vương đấy nhỉ? Lộc vương đấy. Lại được đến chiêm bái đền Lê Chân, nhà đền nữ tướng Lê Chân. Thực ra nói có tội cho hôm nay mình cũng chưa không có kế hoạch là đến vãn cảnh đền nữ tướng Lê Chân đâu. Là bởi vì là cũng có tìm hiểu về nữ tướng Lê Chân nhưng mà chưa có kế hoạch đi vãn cảnh và bái thỉnh ngài. Tuy nhiên hôm nay là cũng tình cờ, ông cũng là một cái duyên tốt đã dẫn dòng sông Lam và Bắc Hải tới đây, tới ngôi đền của nữ tướng. Đây là một cánh cổng tam quan. Cánh cổng này khả năng là sẽ dẫn đến một cái đỉnh núi, lên một đỉnh núi hoặc nơi linh thiêng của ngôi đền. Đây, ba cánh cổng vẫn đóng cửa thế này chứng tỏ rất là một nơi rất linh thiêng. Còn đây là hòn Non Bộ và một cái tháp gồm rất nhiều thớt bằng đá có kích thước to dần từ dưới lên. Phía trước là một ngọn núi rất cao. Gọi là thủ đền. Tối hôm nay ta
đi tiếp thôi. Hôm nào có điều kiện ta sẽ lên cái ngôi đền trên kia. Bác Hải ạ. Cây đa cũng đang thay lá này, rất nhiều rễ, rễ cọc, nhiều rễ thả xuống mặt sân. Đặc điểm của cây đa là cứ mỗi rễ nên là một sẽ là một thân cây đẹp. Bằng nhau mà.